FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Norwich và câu lạc bộ Manchester City. Đây là trận đấu thuộc vòng 25 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra lúc 0:30 ngày 13 tháng 2. Ở trận đấu này, Norwich sẽ tới đón Man City trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo trận đấu này thì đội khách Man City sẽ chấp vào chủ nhà Norwich với mức kèo là 2 trái, mức kèo phải tăng 2,25 và tăng nữa là 2,5, mức tỷ siêu trận đấu này là 3,25 và 3 trái từ kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mời các bạn cho mình xin một like video và share lại kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Norwich và Man City: Norwich thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Man City. 5 trận thi đấu gần nhất của Norwich thì họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Man City thì họ thắng 4, hòa 1. Và ở trận đấu này, với mức kèo thế này thì tôi khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa chủ nhà Norwich trong trận này. Vì sao? Thứ nhất là mặc dù trận đấu này Norwich bị đánh giá phía dưới, nhưng mà là do cái mức kèo chấp quá cao. Nếu như trận đấu này mà Norwich bất ngờ cầm hòa được Man City, thậm chí là có thất bại trước Man City với cái việc là một bàn, hai bàn đi chăng nữa, thì chúng ta chọn cửa Norwich, chúng ta chỉ từ quầy kèo thắng kèo thôi. Và thứ hai thì trận đấu này Norwich có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba là, hay trong bóng đá thì vẫn chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa thúc. Cái phong độ thời gian đây của Norwich thì cũng đang khá là ổn, mà biết đâu trận đấu mình Norwich họ sẽ gây động cơn địa chấn và đá bại được Man City luôn thì sao. Cho nên trận đấu này mà nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa chủ nhà Norwich, được chấp 2 trái hoặc là 2,25 trong này. Tiếp như trận đấu này mà Man City có hòa hoặc là thua Norwich đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí đầu bảng của họ cả. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì những lần mà hai đội chạm trán trên sân của Man City thì thường là từ Man City thắng đậm không à. Và nhưng mà ngược lại trên sân của Norwich thì rất là khan hiếm mà thắng. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là từ 3 bàn trở xuống là cùng. Cho nên mà tin tưởng mình nữa, các bạn ưu tiên đi cửa xỉu 3,25 trong này. Nếu như có đâm một bàn thì các bạn nên vào xỉu mạnh. Mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75, tỷ số là 1,5. Hiệp 1 thì các bạn hay là đá Norwich và bạn đá xỉu 1,5, ưu tiên đánh xỉu hiệp 1 trận đấu này. Và tính bàn trận đấu thì các bạn chọn Norwich và đá xỉu ở hiệp 1. Cũng vậy, và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.